Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay Phú lại xuống cái bìa sông này nha mọi người. Đây Phú đang hôm nay thì Phú sẽ đi bắt mấy cái con hến á, để mình về mình làm cái món hến xào sả ớt nha mọi người. Đây. Giờ Phú đang đi tới cái chỗ mà nó có hến để mình bắt nó. Thì mấy tháng rồi không có mưa nên cái chỗ này nó khá là cạn nha mọi người. Đây. Cái chỗ này nó gần khô luôn rồi. Mọi người nhìn cái dấu chân cò đi nè. Khi mà mùa khô tới thì mấy con cò sẽ đi kiếm ăn nha mọi người. Đây là dấu chân của nó. Thì mình sẽ kiếm mấy cái con hến ở cái khu vực này. Một chút nữa mình sẽ dẫn mọi người đi lên cái khu ở trên thì nó sẽ có nhiều hơn nha mọi người. Nhưng mà tạm thời thì mình cứ bắt ở đây trước đi. Đây có mấy cái con ốc. Đây là con ốc gạo nha mọi người. Nè, mọi người nhìn đi. Nước khô nên nó tụ họp về đây rất là nhiều luôn. Mình bắt mình bỏ vô cái xô này nha. Con cỡ này cũng khá là to rồi. Đây, giờ mình sẽ đi kiếm. Đây nè, họ ở đây đây khá là nhiều luôn nha mọi người, ở đây rất là nhiều luôn, nhưng mà mình phải chịu khó mò mới bắt được nó. Đây nè, để cái xô bên này mình sẽ đi mò nó nha. Đây này mọi người nhìn nè, đây nha mọi người, ui chà. Mình đi xô đây. Thì cái con hến này nó trốn ở dưới bùn nha mọi người. Mình muốn bắt thì mình phải mò dưới bùn mới 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 có nó nha mọi người. Đây. Mình tìm mình thử bên này nó cạn nước rồi nè. Đây nha mọi người. Rất là nhiều luôn.
Thì mình chỉ bắt mấy con lớn này thôi nha mọi người, còn mấy cái con nhỏ nhỏ như vậy nè thì mình sẽ thả, tại vì nó nhỏ quá thì nó sẽ không có thịt đâu, nên mình sẽ thả cho nó lớn nha mọi người, thả cho nó lớn để sau này mình bắt tiếp. Đây mình chỉ lấy những cái con bự như vậy thôi. Thì sau khoảng 2 tiếng thì Phú bắt được rất là nhiều hến nha mọi người. Đây mọi người nhìn nè, rất là nhiều luôn. Đây Phú hồi nãy giờ là Phú bắt ở cái đoạn này nha mọi người. Đây Phú bắt ở cái đoạn sông này nè. Đây mọi người nhìn nè, rất là nhiều luôn. Gần được nửa xô luôn nha mọi người. Bao nhiêu đây thì khoảng chừng 4 đến 5 kg. Hến ở đây rất là to luôn. Để mình lựa một ít con to cho mọi người coi nè. Nè. Đây nha mọi người. Đây, hến cho Phú rất là to luôn. Thì cái con hến này mình không có ăn liền được nha mọi người, tại vì nó sống ở dưới sình á, nên cái ruột của nó còn sình bùn đất đổ ở trong nó rất là nhiều, nên mình sẽ đem về mình ngâm khoảng 1 đến 2 ngày rồi mình mới chế biến được nha mọi người. Rồi Phú sẽ đem về Phú ngâm xong rồi Phú sẽ làm sạch luôn cái lớp vỏ bên ngoài này nè, để mình làm cái món hến xào sả ớt. Thì đây là toàn bộ số hến mà bữa Phú bắt được nha mọi người. Cái số hến này thì Phú đã ngâm được 1 ngày rồi, nó cũng khá là sạch rồi. Cái lớp vỏ bên ngoài thì Phú cũng đã xịt sạch rồi nha mọi người. Tại vì hôm nay Phú làm cái món hến xào sả ớt này á, thì Phú sẽ để nguyên cái vỏ này để xào, chứ không có đãi cái nhân ra để xào. Tại vì Phú thấy khi mà mình đãi cái nhân ra thì cái con hến này nó sẽ mất đi cái vị ngọt của nó nha. Đây bên này thì Phú có chuẩn bị thêm một ít tỏi ớt, sả với lại một ít lá chanh. Bên này thì Phú có một ít nguyên liệu để mình nêm nếm. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái món hến xào sả ớt. Thì tất cả các nguyên liệu Phú đã chuẩn bị xong rồi nha mọi người. Đây, tất cả các nguyên liệu thì Phú đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ
Mình cũng đã nhúm một bếp lửa rồi, bây giờ mình bắt đầu bắt chảo lên và xào nó nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho dầu vào để phi cái tỏi với lại sả. Rồi, mình sẽ cho tỏi vào. Giờ mình sẽ cho cái hến này vào nha mọi người. Thì cái con hến này nó cũng rất là nhanh chín, chỉ cần mình xào khi nào mà cái mấy con hến này nó mở hết cái miệng nó ra thì nó đã chín rồi nha. Thì hồi nãy giờ cái con hến của mình nó đã chín rồi nha mọi người. Đây. Đây nó ra rất là nhiều nước luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm cho nó nha mọi người. Mà mình sẽ bỏ vào đây một ít hạt nêm. Một ít bột ngọt nha mọi người. Thêm một ít muối. Một ít tiêu. Và một ít nước mắm nha. Đây mình sẽ chế vào đây một ít nước mắm.
Thì hồi nãy giờ cái món hến của mình đã chín rồi nha mọi người. Cái hến này thì Phú sẽ ăn với một cái chén nước mắm nha mọi người. Đây mọi người nhìn cái chén nước mắm của Phú làm nè. Rất là hấp dẫn luôn nha. Thì giờ mình sẽ mời mọi người cùng với mình thưởng thức cái con hến này nha mọi người. Đây mình sẽ cùng nhau thưởng thức cái con hến này. Đây. Rất là ngon luôn. Cái con hến này mình xào cái kiểu này nó rất là khác với lại cái món hến xào sả ớt mà mình đãi con hến đó rồi nha mọi người. Cái con hến này nó ăn nó rất là ngọt luôn. Đây, Phú xin mời mọi người nha. Thì cái clip của Phú cũng xin dừng tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy clip của Phú hay thì mọi người hãy để lại một like để ủng hộ tinh thần cho Phú nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Phú. Chờ Phú xin chào và tạm biệt mọi người.